quá ngon, sôi luôn mất ngon. Cá bông bao muốn xả. Nhà hàng cái mọc chiên nha. Yeah. Nhà hàng cái mọc nha. Quá. Chả đang tiền luôn á, ngon quá ngon. Chúa quá bự rồi. Hay là 6 kg á, 6 kg á. Nãy anh Phụng nói 6 kg vậy. Ừ. Ồ. 4 cái muối nó ngồi lên này. Quá ngon này. Nhà hàng cái một thôi nha các bạn. Có ai đặt thì đặt nha. Không ai biết kim đặt lại. Vịt với gà mồi nhậu không à, đây là rau chấm cá kho lại, vô đây được mấy tháng rồi, 7 tháng rồi, 7 tháng rồi. Vô rồi thăm con rồi, kẹt dịch 7 tháng rồi. Rồi quá trời nhớ ổng hả? Nhớ chứ không nhớ gì, nói gì gửi lời thăm ổng đi, ổng ra ngoài nghe đó. Bánh mày nói đi ổng. Okay. Ơi không thôi nó nói đi con quay lên rồi. Chưa không bắt ở bên kia. Đi bên này rồi. Rồi dù cái hình dưới này là kỷ niệm hai bà cháu đi đâu mà thấy bà bắt kỳ nè trời. Vô đây 7 tháng rồi. Rồi. Thấy bà bắt kỳ nè được rồi. Vô thăm con rồi kẹt cái dịch rồi. Rồi kẹt dịch. Vậy là gì mai về phải không? Dạ. À, mai đi 1 giờ sáng nay về. À. 1 giờ sáng nay lên Sài Gòn. Đi bên Sài Gòn qua sân bay Tân Thiết về. Ở từ Cần Thơ làm gì có bay. Test rồi phải không? Test rồi bây giờ tao mới cho. Test rồi, hôm qua test rồi. Hôm nay đi lấy âm tính rồi. Test rồi. Mình lấy về cần dám về hỏi âm tính, tính nó ngủ dương tính cho ta đem xe ta hốt mẹ đi. Đi lên có. Sớm đồng vui quá. Nhà này hỏi con muốn cà phê. Đây nè. Tôi ngồi cái chị Hà. Ờ đúng rồi. Nào bao tắm đi ra đây. Bà cứ ngồi cùng nhau lên đi. Phương đâu Tư đi Phương qua. Không nếu có chặt cái mình nhặt cho mấy bạn đó đúng rồi đó. Con đi đây đi. Liên. Đây là người Phúc Đào. Phúc. Phúc Đào. Chú Bích. Rồi. Trời ơi chú Bích. Trời ơi chú Bích. Dưới đây gì? Mẹ Quý. Mẹ Quý. Dưới này Duy Hà. Dạ anh Ký. Hai chồng anh Ký. Đây. Anh Ký. Ký là Thắng. Quá đẹp luôn. Đây là anh Quang. Qua hàng xóm sát bên nhà. Đây là anh Phong, chị Nhâm, chú Sĩ á. Chú Sĩ bữa nay tuyên bố
Đây là ông Gạt Gia của mình. Tôi mở máy lạnh lên lên quá nực. Đây là chú Viết. Vừa ra chút xíu là vô đây được. Dạ. Đúng rồi. Đó, hai bạn tới 20. Thôi nhấp nhấp điện đi. Kéo ra. Mở dài nữa. Rồi, vậy đó. Để giao vô được rồi. Mình qua đây nè nè nè. Rồi, con muốn đi vô đi. À, cũng xin cảm ơn tất cả những cô chú anh chị hàng xóm của khóm Bình Thới Ba. Bữa nay là một buổi tiệc nho nhỏ để tiễn mẹ vợ về quê hương Thanh Hóa và được các cô chú anh chị và được các cô chú anh chị rồi các chị em ở đây mà đến đây chung vui cùng gia đình, đó là một niềm hạnh phúc của gia đình Phan Nhâm. À, thay mặt gia đình thì kính chúc sức khỏe mọi người và chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Đại diện cho mấy cái người các bạn. Hôm nay vui quá, vui các bạn ơi. Sớm đoàn kết vui quá các bạn ơi. Quá vui. Đưa tiễn một bà dì ở Thanh Hóa về đây, về Long Xuyên thăm con, nhưng mà lỡ dịch rồi không về được giờ 7 tháng. Hôm nay là tiệc đưa bà dì về Thanh Hóa, về Sài Gòn, đi máy bay về Thanh Hóa. Bà rất là vui, bà quý và nhà má của Nhâm Phong, nhà của Phong Nhâm. Hôm nay bà vui quá. Thôi mình giới thiệu với các bạn nha. Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại nha. Hôm nay vui quá các bạn ơi. Hàng xóm mình vui, hàng xóm Bình Thới Ba. Đây là Bình Thới Ba nha các bạn. Đây Bình Thới Ba. Bình Thới Ba nha các bạn.